thân chào anh em, chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với anh em cũng như mọi người cái cách để mà chúng ta sử dụng cái đồng hồ đo vol và em bé này nè, mini này nè, mua trên Shopee với giá 40 mấy ngàn. Thì cái này mình đã có sử dụng một cái rồi, mình quyết định là mua thêm cái thứ hai nữa. Nó rất là hay luôn, nó cho phép chúng ta đó là kiểm tra xem cái dòng điện nó có cái áp bao nhiêu và cái tải nó ra là bao nhiêu ampe nữa nè. Tuy nhiên khi đi mua về chúng ta sẽ được đó là một cái đồng hồ thế này và hai cái cọng dây. Thì nhiều anh em đó là sẽ thắc mắc là chúng ta sẽ không có biết sử dụng thế nào. Bây giờ mình sẽ làm thử cái thí nghiệm nha. Đầu tiên mình sẽ gắn cái cọng dây này, dây ba chia này vô đây. Mình có một cái tải 5V nè. Tải này là tải 5V nè. Bây giờ mình sẽ đó là cấp điện cho nó thử. Chắc chắn là cái cọng dây đen này là nó sẽ vào đầu âm mà. Anh em, đầu âm nè, cái này là đầu dương nè. Mình sẽ nối vào cọng dây vàng nè. Coi đồng hồ có được gì không? Không có gì nha anh em, không có. Rồi bây giờ mình sẽ đó là nói vào cọng dây đỏ. Rồi đồng hồ nó đã hiện lên nè. Như vậy là cọng dây đen, cọng dây đỏ này nó có chức năng đó là nó nuôi nguồn, nó nuôi cái nguồn thôi anh em, nuôi cái nguồn hiện lên 0V, nó chỉ nuôi nguồn thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt như vậy, chúng ta sẽ lấy cọng dây màu vàng này, chúng ta sẽ nối vào cọng dây màu đỏ đây coi. Đó, anh em thấy nè, mình sẽ chập hai con dây này chung lại luôn, vàng với đỏ. Thì lúc này nó sẽ hiện lên là 5,3V ở sức cọng dây đỏ ra. Hai này nối lại luôn đi. Đây nó hiện lên 5,3V, sao mà hoài vậy ta. Đấy, đây thật là nó tức á, nó tức mình á. Đây nè, hiện lên 5,3V, có nghĩa là cái cọng dây vàng này để dành chúng ta là đo cái nguồn, đo cái dòng điện ha. Rồi như vậy là ta đã hiểu được cái nguyên lý này chưa. Cọng dây đen này chúng ta sẽ nối vào âm nguồn, cọng dây đỏ, cọng dây vàng nối vào dương nguồn, thì chúng ta sẽ thực hiện được chức năng đó là đo cái số volt. Rồi đơn giản vậy thôi anh em. Rồi bây giờ tiếp theo tới cái cọng dây này, chúng ta sẽ nối vào cái dắt đó là chắc hai này anh em, họ nói vào đây. Rồi chúng ta vẫn tiếp tục làm luôn anh em. Này nó cứ sức hoài, sức cũng dây đỏ ra nữa rồi. Rồi ở đây mình chuẩn bị một cái cục pin này để mình làm cái tải anh em, để mình xác định cái dòng ampe của nó. Bây giờ mình sẽ nói lại nè, nói lại thêm lần nữa cho anh em dễ hiểu nè. Cộng dây đỏ với cộng dây vàng này mình nói chung với nhau nè, là nó vô cái dương nguồn nè. Đó, con dính luôn đi. Đây dương nguồn đây, chập vô luôn mày. Rồi cộng dây đen này là chúng ta sẽ nối với âm nguồn nè. Rồi khi nối vô thì nó sẽ hiện lên cái dòng điện áp nè, nó là 5,3V nè. Đấy đơn giản vậy thôi là xong được cái đó nha anh em. Còn hai cái này, cộng dây đen này chắc chắn chúng ta sẽ nối vào âm nguồn nè, dây đen này nè chắc chắn sẽ nối vào âm nguồn. Miếng đen là đi vô âm nguồn đi. Đấy, đen âm nguồn. Tuy nhiên cộng dây đỏ này không phải vào dương nguồn đâu nha, mà cộng dây đỏ này là chính là cái nguồn ga đó, cái nguồn âm ga, nguồn âm ga. Còn dây đen là âm vào, cho nên chúng ta sẽ nối vào đây. Còn cộng dây đỏ này chúng ta sẽ nối vào đó là
cái dương nguồn chung thì đỏ của tải nè, chúng ta sẽ nối vào dương nguồn chung, nối vào này. Rồi giờ cộng dây đen chúng ta sẽ nối vào đó là cái lộn cộng dây đỏ này nè, chúng ta sẽ nối vào cái đó là cái tải, âm nguồn của tải, rồi chúng ta sẽ chập vào. Chúng ta sẽ nhìn cái đồng hồ chúng ta, đấy nó sẽ hiện thị lên là 0, đó là 64 62. Như vậy là cái dòng điện ra, như vậy là cách kết nối ta là đơn giản như vậy đó anh em. Đó, nó có tải ra nè, thấy không? Rồi giờ mình sẽ hướng dẫn lại thêm lần nữa, nói kỹ đi thêm lần nữa cho anh em nghe nè. Hai cộng dây đen này kết nối chung với nhau ha, hai cộng dây đen kết nối chung lại với nhau và đi ra âm nguồn đó, kết nối vô âm nguồn. Cộng dây vàng và chỉ đỏ nhỏ là vô dương nguồn, kết nối chung là vô dương nguồn. Rồi cộng dây đỏ còn lại có nghĩa là âm nguồn ra, âm nguồn ra ha, là kết nối vào cái là nguồn âm mà đều đường điện ra nè. Rồi thì cái cộng dây của là còn nguồn dương thì nó lấy nguồn dương chung nè, chập vào là được đó. Đây đồng hồ nè, chập vào cái dương nguồn chung là được đó, anh thấy chưa? Kết nối là đơn giản thôi. Mình thì không có làm, mình không có vẽ cái sơ mạch, cái sơ đồ logo, thì anh em cứ là tua cái video của mình lại, anh em xem từ từ thì nó sẽ rõ vấn đề đó. Đó, chúng ta chỉ cần là đơn giản vậy thôi. Rồi như vậy là vừa qua mình đã hướng dẫn anh em cách để mà chúng ta đấu cái đồng hồ này cho nó đúng nha. Anh em đấu như vậy nó đúng, còn anh em mà đấu sai thì lơ mơ nó hư luôn cái đồng hồ á. Rồi thân chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.